cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay 12 tháng 5, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên rãnh áp thấp trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ giảm khoảng 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp. Trong hôm nay, khả năng có mưa rào, mưa to, có thể kèm dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Nhiệt độ khoảng 27 đến 29 độ C. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên thì có mây, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ vẫn là nơi nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5m. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1m. Thưa quý vị, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong hôm nay và các ngày 13 đến ngày 14 tháng 5 sẽ có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 15 tháng 5, khu vực này có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo trong các ngày 13, 14 tháng 5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 15 tháng 5, khu vực này có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, mưa lớn, dông lốc xảy ra thời gian qua đã gây hậu quả rất lớn tại nhiều địa phương. Chính vì vậy, các địa phương cần tuyệt đối không chủ quan. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, ngày 11 tháng 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bao gồm cả Hà Nội, tập trung triển khai các giải pháp ứng phó. Trọng tâm trong những ngày tới là theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Bên cạnh đó, các địa phương triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Trước thiên tai, vai trò của truyền thông là rất quan trọng. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại. Tính đến ngày 11 tháng 5, khu vực Đông Nam Bộ bước vào ngày thứ 65 nắng nóng liên tiếp. Đây là đợt nắng nóng đạt mức kỷ lục so với năm 2016 với số ngày cao nhất, nhiệt độ tăng cao nhất. Theo dự báo thì nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Ngày 11-12 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất, có nơi trên 35 độ. Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Như vậy, tính đến ngày 11 tháng 5, khu vực Đông Nam Bộ bước vào ngày thứ 65 nắng nóng liên tiếp. Đây là đợt nắng nóng đạt mức kỷ lục mới so với năm 2016. Dự báo thời điểm bắt đầu mùa mưa sẽ rơi vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 5. Tổng lượng mưa ở Nam Bộ trong mùa mưa có thể cao hơn mọi năm từ 5 đến 15%. Tập trung vào nửa cuối mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2024. Trong mùa mưa năm nay, khả năng sẽ có những đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau, Kiên Giang. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Từ đầu năm 2024 đến nay, trong suốt 4 tháng, thời tiết nhiều tỉnh thành Nam Bộ liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Có thời điểm mức nhiệt xấp xỉ 40 độ C. Nắng nóng với nền nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp gây nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe của người dân. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo thuộc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân nắng nóng kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sau Tết Giáp Thìn chủ yếu do hệ thống thời tiết trên cao. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh,
chi phối chính đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Đây là trường phân kỳ nên làm hạn chế bốc hơi nước, không khí bị khô, độ ẩm không khí thấp, khó đạt được điều kiện hình thành mây nên bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp xuống làm cho nhiệt tăng cao. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo số ngày nắng nóng năm nay sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước, nên khả năng thời gian bắt đầu mùa mưa năm nay đến muộn hơn các năm, có thể vào ngày mùng 10 đến 15 tháng 5. Tuy nhiên, dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục trong giai đoạn đầu mùa mưa. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất 37 đến 38 độ C và trên 38 độ C ở các tỉnh miền Đông và ven biên giới Tây Nam. Ông Lê Đình Quyết cho rằng El Nino được dự báo kết thúc trong năm nay, dù vậy cường độ nắng nóng tại Nam Bộ chưa chắc đã giảm trong mùa khô những năm tới. Nguyên nhân vì biến đổi khí hậu đang ngày càng bất thường, dễ phá vỡ các quy luật cũ, đồng nghĩa với việc dự báo cũng khó khăn hơn. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện tượng ENSO đang duy trì trạng thái trung tính đến tháng 6 với xác suất 80 đến 85%. Từ tháng 7 đến tháng 9, dự báo ENSO chuyển sang La Nina với xác suất từ 60 đến 65% và có thể duy trì trạng thái này trong cuối năm. Cơ quan khí tượng dự báo có 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong năm nay. Từ nay đến nửa đầu tháng 6, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới mà tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Do bão, áp thấp nhiệt đới, lượng mưa 6 tháng cuối năm được dự báo xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt có thể mưa lớn tập trung nhiều trong các tháng cuối năm tại Trung Bộ. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, trong hai ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 5, trên địa bàn huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc, lũ quét, sạt lở. Mưa đá, dông lốc đã làm cho 3 người bị thương ở bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, 98 ngôi nhà bị thủng, tốc mái, trong đó có một nhà ở huyện Điện Biên Đông bị sập đổ hoàn toàn. Thiên tai còn làm cho 47 hectare lúa ở huyện Điện Biên, 4,9 hectare lúa ở huyện Điện Biên Đông bị hư hại nặng. Nhiều tài sản có giá trị của người dân như xe máy, TV, tủ lạnh, bàn ghế cũng bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 3,6 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện trên phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, đơn vị xuống cơ sở xác minh thiệt hại, giúp đỡ các gia đình sửa chữa khắc phục nhà ở cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã kịp thời thăm hỏi, động viên hộ gia đình có người bị thương, hỗ trợ gia đình có nhà bị đổ sập 50 triệu đồng. Tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 17 tháng 1 đến 20 tháng 4, xảy ra 6 đợt thiên tai như mưa lớn kèm theo mưa đá, dông lốc, làm 69 ngôi nhà bị hư hỏng, trên 43 hectare nông nghiệp bị thiệt hại, 146 con gia súc bị chết, 20 mét kè đường giao thông và nhiều mét tường rào nhà dân bị đổ sập ở các huyện Tủa Chùa, Điện Biên, Mường Nhé và thị xã Mường Lay. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đồng. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác về tình hình thời tiết thế giới. Thưa quý vị, tại Mexico, 16 trạm khí tượng tại quốc gia này đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Thậm chí là tại một bang ở miền trung nước này, nhiệt độ còn đạt kỷ lục 49,6 độ C trong ngày 8 tháng 5, một con số thực sự kinh hoàng. Biến đổi khí hậu do con người gây ra cộng với hiện tượng thời tiết El Nino đã làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong năm 2024, để lại hậu quả là những đợt nắng nóng gay gắt chết người. Mexico vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục gây mất điện trên toàn bộ quốc gia và khiến 7 người tử vong. Là quốc gia có phần lớn lãnh thổ có khí hậu ôn đới hải dương hoặc bán hoang mạc nên thời tiết ở Mexico không hoàn toàn nắng nóng như những nước nhiệt đới. 16 trạm khí tượng tại quốc gia này đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trong đó có 10 thành phố của Mexico được ghi nhận có nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 10 tháng 5 vừa qua. Thành phố Mexico cũng đồng thời là thủ đô của quốc gia có khí hậu ôn hòa nên mức nhiệt chỉ đạt 34,3 độ C. Tuy nhiên, đây cũng là mức nhiệt khá cao so với bình thường của thành phố này. Trong khi đó, tại thành phố Ciudad Victoria, bang Tamaulipas, khu vực gần với bang Texas, nước Mỹ, nhiệt độ đã chạm mức 47,4 độ C vào ngày 9 tháng 5. Tại một nhà ga ở thành phố Galinas, bang San Luis Potosi thuộc miền trung của Mexico, nhiệt độ còn đạt kỷ lục 49,6 độ C trong ngày 8 tháng 5, một con số thực sự kinh hoàng. Theo báo cáo được công bố ngày 9 tháng 5 của Bộ Y tế Mexico, quốc gia này đã ghi nhận 7 ca tử vong do nắng nóng kể từ đầu mùa đến ngày 4 tháng 5. Con số tử vong có thể tăng cao hơn nữa, đặc biệt là sau đợt nắng nóng gay gắt trong tuần vừa qua. Nắng nóng gay gắt đã làm mất điện trên diện rộng, chủ yếu ở khu vực phía bắc của Mexico. Các trường học bắt buộc phải tạm đóng cửa,
cơ quan quản lý điện lực của Mexico đã đưa ra cảnh báo về nguồn cầu không đủ đảm bảo cho nguồn cung. Các chuyên gia ngành điện chỉ trích chính phủ đã không đầu tư vào mạng lưới điện và không tập trung sản xuất điện. Trước tình hình thiếu điện trầm trọng, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhận định tình trạng mất điện vừa qua là trường hợp ngoại lệ và ông vẫn đảm bảo Mexico có đủ công suất điện trong thời gian tới. Khó khăn lại càng chồng thêm khó khăn hơn nữa khi Mexico đang trong thời kỳ hạn hán nghiêm trọng trên toàn quốc gia. Vì thế, đợt nắng nóng gay gắt này càng làm cuộc khủng hoảng nước ngày càng trở nên trầm trọng tại Mexico. Tổ chức di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết lũ quét lớn sau mưa tại miền Bắc Afghanistan đã khiến trên 200 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại riêng tại tỉnh Bangladesh. Người phụ trách ứng phó khẩn cấp của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc IOM trích dẫn số liệu từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết chỉ riêng tại huyện Balani Jadid có tới 1.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy và hơn 100 người thiệt mạng. Nhiều tỉnh trên khắp Afghanistan cũng chứng kiến lũ quét, trong đó tỉnh Takha, miền Bắc ghi nhận 20 người thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết mưa lớn trong ngày 10 tháng 5 cũng gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Badakhshan, Đông Bắc, tỉnh Gor, miền Trung và tỉnh Herat, miền Tây. Nhà chức trách cho biết lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng và gấp rút giải cứu những người bị thương và mắc kẹt. Afghanistan dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu bởi mùa đông ở đây tương đối khô, khiến đất khó hấp thụ lượng mưa hơn. Sau 4 thập kỷ chiến tranh, Afghanistan hiện là một trong những nước nghèo nhất thế giới và không có sự chuẩn bị cần thiết để ứng phó với hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!